Mời các bạn like và đăng ký kênh để đón những video tiếp Xin theo chào của tất mình. cả mọi người đã quay trở lại với kênh video của Trang Trang Mobile nha. Hôm nay em có một số máy muốn giới thiệu cho mọi người ha. Và một số máy còn lại ha. Thì ai muốn mua hàng bên em á, thì gọi số điện thoại là 0834565430 trên màn hình ha. Gọi từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối em sẽ trả lời điện thoại mọi người ha. Thí dụ như mọi người chưa gọi được á thì mọi người để lại tin nhắn ha, Zalo hoặc là tin nhắn bình thường ha, tin nhắn văn bản bình thường ha, em sẽ trả lời mọi người ha. Thì trước khi mọi người cọc á, mọi người đừng có nhắn cọc trước nha. Mọi người hỏi nhắn tin hỏi hoặc là gọi điện hỏi là máy 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 nào đó em giới thiệu đó thì còn hay không, thì em sẽ trả lời là còn hay không để mọi người cọc ha. Chứ mọi người cọc xong mà em không có máy giao mọi người á cũng cũng kỳ. Thì hôm nay có những dòng iPhone, Android, iPhone đa số là iPhone ha, và cây iPad 3, cây iPad mini và một cây Tab 4 Samsung. Thì hình thức mua hàng bên em á, thì cọc trước cái cạc 50 của Viettel, thì mọi người cứ nhắn cái số cạc và là số series qua cho em. Thì em sẽ gửi máy và mọi người sẽ chịu ship ha, chịu phí ship ha. Bên em á, thì có tặng cái cọng dây sạc và không có cốc ha, bao ship. Thì khi 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 mà bao ship á, thì mọi người cọc 100 ha, 100 thì em sẽ bao ship hết tất cả luôn. Còn cộng 50 á thì chỉ gửi đi thôi, mọi người chịu ship với em ha. Ship thì tầm ba mấy bốn mấy gì đó tùy. Mọi người cộng 100 thì em sẽ bao ship toàn bộ. Với một số máy có tình trạng như nào á, thì em sẽ nói rõ chi tiết rõ từng máy ha. Ví dụ như màn hình như nào hay này kia thì em sẽ nói rõ hết. Mọi người lấy máy về mọi người đừng có phân vân là tại sao máy như này máy như kia này, em có nói rõ trên cái video thì mọi người coi rõ video là sẽ biết được từng máy. Chứ mọi người đừng có nói là sao máy này bị dị với em, thì em có nói rõ hết chứ không phải là em bán máy xạo máy dối gì cho mọi người đâu nha. Đầu tiên em lên cây BlackBerry Bold màu đen ha. Cái máy này thì em chỉ để mọi người nghe gọi thôi, không có chơi game lên mạng gì được hết trơn nha. Máy này thì có tai nghe và cái sạc của nó là sạc micro nha. Sạc micro thì chỉ nghe gọi dùng sim thôi, sạc này nè. Có cam ha. Nhưng mà em chỉ bao test nghe gọi thôi mọi người. Nghe gọi giúp em thôi nha chứ em không có bao lên mạng ha. Cái này là phím bấm đây. Em còn chưa dùng tới cái máy này nữa, mọi người về mọi người tự tìm kiếm lục lọi ha. Có cảm ứng trên màn hình luôn ha. Để sao thăng sao 101. Đây có danh bạ. Em mọi người về mọi người dọc giùm em. Đó. Thì để em mở cái máy. Đây. Pin mà mình để sim vào đây ha. Pin để sim vào đây. BlackBerry Bold. Dòng này thì bán cho mọi người là nghe gọi, bao nghe gọi và tặng cộng sạc ha. Cộng 100 thì em sẽ bao ship, cộng 50 thì em chỉ gửi máy thôi, mọi người chịu ship. Máy này là em bán mọi người là 350 ngàn ha. 350 ngàn máy nghe gọi mà. Kiểu là thầy thời xưa, thầy đi đi học, thời phổ thông á. Kiểu là mua về sưu tầm thôi. Nghe gọi sưu tầm ha. Tiếp theo là iPhone 4. Sorry mọi người, cái cây này là có khách mua rồi, cây 4G. Em còn duy nhất là hai cây iPhone 4. Sorry, một cây iOS 6 rồi. Cây này thì khách báo là ngày mai cọc cho em rồi nha. iOS 6. Thì em không bán cái này nữa thì nếu như mình ngày mai mà khách đó chưa cọc á thì mọi người có thể cọc và mua máy ha. Khách này cũng quen mua máy hết một lần bên em rồi thì khách bảo là sẽ cọc. Cây này thì 500 ngàn, em có tặng viền cộng sạc và bao ship luôn. Khách bảo là cọc 100 ngàn thì em sẽ bao ship. Còn cây này là một cây duy nhất iPhone 4S. Đây, iPhone 4S em còn cây duy nhất ha. Là em tặng cộng sạc không bao gồm cốc sạc nha. Tất cả dòng máy bên em đều tặng cộng sạc trừ iPad, máy tính bảng thì em sẽ tặng bộ sạc và bao gồm cốc sạc cho iPad. Đây,
một cây bún ớt còn lại. Để em xem nha. Cái này nghe gọi bình thường ha, lên Zalo, Facebook, YouTube bình thường luôn ha. Em có thảy cái ứng dụng ra ngoài. 32GB, 450.000. Đó, chơi game nè. Bình thường hết ha. 450.000 cộng sạc và bao ship. Nếu mà cộng 100 nha. Tiếp theo là một cây 5 ớt. 5 ớt này lần trước em có lên video á, là chỉ chơi game thôi, mở wifi chơi game thôi ha. Màn này là màn thay rồi, wifi chơi game thôi, mọi người vào không xài được sim nha. Ai sửa sim được thì xài, còn không không được thì cứ mở wifi vào. Mất email, máy mất email không xài được sim. Đó, Zalo, Facebook, YouTube nghe nhạc phà phà luôn ha. 5 ớt em bán giá là 500.000 ha, bypass không xài được sim nha. Thì mọi người đem về mọi người chơi game thôi nha, chứ không có, nếu mọi người sửa sim được hay không á thì em cũng không biết nha. Này em bán giống như là máy chơi game thôi, 500.000 nha. Em có 3 cây 5 ớt đây. 5 ớt màu gold trước ha. 5 ớt này thì còn dán nè. Mọi người có muốn gỡ ra không? Gỡ miếng dán này ra không? À còn dán nè. Em để cho mọi người tự gỡ ha, mọi người muốn gỡ em gỡ ha. Nói chung ngoại hình con này, máy này cũng còn tương đối đẹp. Cái dòng 5 ớt này làm rất là mê ly luôn đó. 16GB ha. Màn có ém ố nha. Màn zin á, màn zin có ém ố. Để em xem tất cả chức năng ok ha. Các phím bấm ok hết. Hơi bị đói bụng nên hơi gung tay, mọi người thông cảm nha. Đây, mất vân tay nha. Em bán với giá là 800.000 ha. 800.000, màu gold, 5S gold. 16GB mất vân tay, 800. Tiếp theo là một cây màu bạc. Ồ, cũng còn đẹp nè. Như là nó chỉ nhầm góc tí thôi. Đó. À, hôm nay nó có cấn tí nè. Đó. Em xem nha. Màn cũng có ém nha mọi người. 5S mã VN 16GB. Máy này còn vân tay ha, em bán với giá là 900.000 ha. 5S bạc 900, còn vân tay nha. Màu gold 800, mất vân tay nha. Bạc 900. Tiếp theo là một cây màu đen. Một cây màu đen nhưng mà màn màn đen em hết rồi nên em để vào cái màn trắng. Rồi, nếu như mà ai muốn chốt cây này mà muốn lấy màn đen, em sẽ thay cái màn đen từ cái máy này qua cái máy này thì nó là sẽ full đen luôn cho mọi người ha. Mọi người nhớ nhắc em nha. Tại cái nút này á, là nó còn vân tay nên không có thay cái nút. Mà con này rất là hiếm luôn, con này là iOS cũ, iOS thấp nè. Em nhớ không lầm là iOS 9. Rồi đúng rồi, iOS 9 nha. 32GB, còn vân tay. Con này cũng 900.000 nha mọi người. Còn vân tay nha. 900.000. Nếu mà ai muốn mà màn đen thì em sẽ thay màn đen qua đây ha. Còn vân tay thì em bán 900.000, còn mất vân tay em bán 800.000 nè. Còn cái này là 500.000 nha. Mọi người đừng nhầm giúp em ha. Nếu mà ai nhầm thì cứ coi lại video ha. Tiếp theo là cây chain 2 frame. Em còn lần trước ha, có một cái anh khách rất là vui. Anh nhắn tin á, anh nhắn tin thường nha, chứ không phải nhắn tin Zalo ha. Anh kêu em gửi máy mà em không biết là làm thế nào mà nhắn tin thường, nhắn tin số điện thoại bình thường đó, tin nhắn bình thường đó, làm thế nào mà gửi máy cho anh xem được không biết nữa. Thì anh coi trên đây thì anh chốt thôi ha. Cái này 600.000. Đó, em có dán cường lực ha, tặng cộng sạc bao ship nếu mà cộng 100 nha. Chain 2 frame, nghe gọi ok. Ngoại hình thì vẫn còn ngon, ngon lành. Tất cả chức năng ok nha. Để em xem. Màn đẹp nè. Máy 2 sim ha. Máy này là làm máy phụ nghe gọi ok lắm. 600.000 nha. Thì em có dán cường lực nè, em lục được cái cường lực nè.
em dán cường lực và cộng sạc bao ship nữa, cộng 100 nha, 600. Tiếp theo là một cây J3216 còn lại của video trước luôn. Là video trước là em bán 750 ngàn ha. Cây này cũng là, cây này là hơn được, cái đó là gam 1, 1.5GB, bộ nhớ là 8GB. Bỏ thẻ nhớ vào xài sử dụng được ha, cái này cũng thẻ nhớ ha. Cây này là được cái là 2GB, gam 2GB, bộ nhớ là 16GB, máy còn đẹp. Em có dán cường lực này, em mới lục cái cường lực J5 em dán cho cây J3 này vừa khính luôn. Mạng rất là đẹp luôn ha. Đó, trắng cho cái mặt em luôn á. Bao trắng luôn. Em đi ra ngoài nắng ghi rồi em đen thùi lùi. Đó. Cây này lần trước là em bán 750 ngàn, thì lần này em xả cho mọi người là 700 ngàn ha. 700 ngàn. Cũng là cường lực nè, cộng sạc và bao ship nha. Đói bụng. Tiếp theo là một cây Huawei Nova 2i ha. Lần trước là Nova 3i. Còn cái này là Huawei Nova 2i. Đó. Nó có phản quang nha. Nó có phản quang ha. Tại cái màn mà mình dùng lâu quá thì nó sẽ bị, một là bị ám. Thường là những dòng iPhone nó sẽ bị ám, ngã vàng, ngã hồng. Còn những dòng Android thì nó ít có ngã. Kiểu là nó cũng có ngã mà cái cây này nó không ngã mà nó phản quang. Cam ok hết nha. Đó, nhà lá của em nè, vẫn còn nhà lá nha mọi người. Đây là gam, em xem gam mấy nè, nhớ không lầm là gam 3, còn nhớ là 32, để em xem. À, 64GB nha, nhầm. Gam 3, bộ nhớ 64GB nha, Huawei Nova 2i. Ngoại hình thì cái lưng đen, đen nhám. Và vỏ thì, viền thì có nhâm nha. Em thấy ghê luôn, mọi người dán về dán ngay cái chỗ, mấy cái chỗ dán xe á, mọi người kêu là dán cái mặt lưng là dán tầm 10-15 ngàn thôi. Em cường lực em dán sẵn luôn nè. Cường lực không biết của máy nào mà dán vừa cái này luôn. Cam đẹp nha. Cam rõ đúng không? Cam test rõ đúng không? Cái này thì em bán với giá là 1.250.000 nha. 1.250.000. Gam 3 nhớ 64GB. Rất là quá rồi. Khá là rẻ luôn. Cái này là không có ốp lưng ha. Nhưng mà khi mà gói đi thì em sẽ gói kỹ cho mọi người, mọi người yên tâm. Tiếp theo là cây Oppo F5 Yoke. Xưa thì có cây Samsung Yoke, còn này Yoke YOUTH. Đó. Cái lưng thì cũng xấu theo thời gian ha, lưng zin của nó xấu theo thời gian ha. Đó. Cái này là có chốc nè, chốc sơn nè, nhưng mà bấm bình thường ha. Màn này là màn to, màn này là cỡ 6.5 inch. Đây, Oppo thì chụp hình khá là đẹp. Em mới xét lại máy Oppo chụp hình rất là đẹp luôn. Đó. Chụp hình ra là cái nhà lá, nguyên cái nhà lá luôn. Thì cái này là con này mới là RAM 2, RAM 3, bộ nhớ 32 vậy nè, RAM 3 nè. Con này là cái màn á là có phản quang ở đây ha. Với lại có một vết dơ ngay đây trong cái kính ở trong á. Thì mọi người về mọi người muốn chùi chùi không chùi thôi, cứ để đó mà xài thôi. Đây. F5 Yoke nha. Đọc tiếng Anh vậy đó chứ cũng không biết nó kêu. Game 3 bộ nhớ 32GB ha. Còn trống nó 20GB rồi. Cái này chơi game, nghe nhạc, Zalo, Facebook, YouTube ok ha. Cho mấy bé học được. Đây, để em test tất cả phím bấm ok ha. Ví dụ mà có bị lỗi phím gì đó em sẽ nói mọi người nghe rõ ha. Đó, chui sạc cũng chui sạc micro ha. Em cũng tặng cái cộng sạc và cường lực em cũng dán nè. Em cũng kiếm một cái cường lực của cái máy tương đối giống như cái máy này em dán vào cho mọi người ha. Và có ốp lưng đi kèm thì em thu của khách. Thì khách tặng em thì em tặng mọi người ha. Cây này thì em bán với giá là 1.250.000 nha. Tiếp theo, có nhiều bạn hỏi là 6 plus bypass á, thì bây giờ em có rồi nè. Cái này là cái ốp của cây 7 plus nha. Tại vì hết 6 plus, hết cái ốp 6 plus rồi nên tặng cái ốp này luôn nha. Ngoại hình tương đối là rất là đẹp nha. Đó. Là vỏ tương đối đẹp.
mất vân tay nha, 16GB. Để xem. Bypass không sử dụng được sim nha, shop lót máy của em. Cam á thì cam sao thì còn nè, còn cam trước thì mất cam trước nha. Ai về sửa thì sửa nha. Em bán 1.250.000 nha. Tặng cường lực ốp lưng và bao ship nha. Nếu mà cộng trăm. Cái này là cường lực em chưa dán, tí em dán, nãy dán mấy cây này rồi xong cái quên cây này. Có cường lực nha mọi người, nếu mà mọi người lấy máy mà không đúng với em nói, với lại tình trạng nói này kia hoặc là thiếu này kia thì cứ nói và em sẽ, mặc dù nếu mà một cái cường lực mà em thiếu em vẫn chuyển cho mọi người cái cường lực đó, hoặc là em chuyển cái phần tiền cường lực mà em mua là 20.000 luôn, là chuyển cho mọi người luôn chứ không phải là em nói xạo mọi người nha. Tặng gì là nói đó thôi. Cái này là chơi game phà luôn. À, cái máy này là 1.250.000 nha, 6 plus bypass mất email. Tiếp theo là cây 6S plus nha, 6S plus. 6S plus này cái allow là của thằng em, tí nữa năng suất ra. 6S plus. Cái máy này để xem. Cái vỏ lưng nó hơi hồng nha, thì mọi người phân biệt giúp em nha. 6S plus vỏ hồng nha, cái đó là vỏ gòn. Cây còn lại là vỏ gòn đó, em chưa giới thiệu. Vỏ hồng thì cây này á là không reset dòng 2, ngoài ra xài ok ha, không reset dòng 2. Máy bỏ sim vào xài thôi, chỉ là không restore máy thôi. Nhưng mà tắt nguồn ở lại bình thường nha, chứ không phải là không có tắt nguồn được ha. Cam bọng ok hết. À, em quên cho mọi người coi là ba, em nói là 32GB máy VN ha, 32GB, 6 up plus chứ không phải 6 plus nha mọi người. Thì máy này em bán với giá là 2.1 triệu nha, không restore dòng 2 thôi, để bình thường đăng nhập allow xài bình thường nha. Tiếp theo là một cây 6 up plus màu gold, vỏ của nó là tương đối đẹp nha, vỏ tương đối đẹp ha. À, có nhầm ở trên này, có nhầm tí nha, với cái một vết mốt. Nhưng mà máy này là mới quốc tế, mọi người reset bao nhiêu dòng cũng được. Cây này là 2.500.000. Cây này là khác cây mới nãy nha. Cây này là reset bình thường nha, reset dòng 2, dòng 3, dòng 5, dòng 7 gì đó cũng được. Xài sim bình thường nha, 2.500.000, khá là rẻ. Còn vân tay nha, cây kia là mất vân tay nha, 2.1 triệu mất vân tay. Đây, mã VN 6S Plus nha, 32GB. Đây, còn vân tay nè, đó. Máy nào còn vân tay thì mọi người cứ bấm nhẹ vào đây nè. Nó sẽ tuột lên tuột xuống. Nó sẽ tuột lên tuột xuống thì nó sẽ ra thôi. Đó, thêm vân tay bình thường nha. Đó, 2.500.000 nha. Cái ốp chính gốc của nó luôn là 6S Plus nha. Cái ốp đúng ha. Còn cái bypass này mới là upside. Đó. Tiếp theo là một cây, hai cây chứ, hai cây 6G. Hai cây 6G có hai cái up riêng. Thì có ông anh đặt cây một cây 6G mà chưa thấy em gọi ha. Chưa thấy anh gọi cho em để chốt. Đó, là hai cây ha. 6G đều mất vân tay hết. Ngoại hình là một cây màu xám, đây là màu xám, màu cây màu bạc ha. Màu bạc thì nó cái viền nó màu bạc hơn nè. Vỏ thì vỏ theo thời gian thì có chóc sơn nha. Cây đẹp thì để cây màu xám để mọi người là 1.4 triệu ha, cây vỏ đẹp tí đó. Đây nè, cây 1.4 triệu nha. Còn cây này là cây 1.350, thì tất cả ok hết nè. Để em test cây này trước nha. Cây này là em đang dùng, cái này là đang dùng để nghe gọi với mọi người nè. Số máy là 0834565430 á. Đây, mất vân tay nha. Nè, bấm như thế nào cũng mất vân tay hết. Allow sạch sẽ ha, mọi người cứ đăng nhập allow và sử dụng thôi ha. Cây này là LL 64GB. Không được. Cây này cũng là 1.4 triệu nha, tại 64GB không so sánh được với 16GB được.
hàng 16GB nha, hàng chay Japan đó. Còn này là 64GB hàng em ha. Nó bằng giá nhau, 1,4 triệu nha. Tại vì 64GB thì nó hơi xấu cái vỏ lưng, còn 16GB á thì nó vỏ lưng nó đẹp. Thì mọi người muốn lấy ốp nào cũng được chân á, em còn cái ốp trong, ai lấy trước thì thích cái ốp nào thì chọn ốp đó thôi. Trong và đục. Nike. Rồi. Tiếp theo là một máy Tab 4. Samsung Tab 4. Tí em gói có 3 đơn, có 3 máy. Tab 4 này lần trước á thì em bán cho khách rồi, sau đó khách đổi lại lấy cây khác ha. Tại vì cái rồi sau đó khách mua cái bao da này khách tặng cho em luôn. Đó. Cái bao da màu đỏ ha, khách mua mới nè. Đó, Tab 4 thì nhìn nó còn đẹp. Nó ok hết nhưng mà có cái cảm ứng nó bị liệt một cái đường ngay đây nè, để em test cảm ứng cho mọi người xem nha. Sao không sao ha. Cảm ứng là thoát nè. Đó. Đây. Xung quanh là ok hết nè. Đó mọi người thấy không? Đó. Nó chỉ mất cái đường cảm ứng chính giữa thôi nè. Đó, nó mất cái đường cảm ứng vậy đó. Cảm ứng chính giữa là nó không ăn. Một số điểm thôi, một số điểm thôi chứ không phải là điểm nào nó cũng ăn nha. Đó. Một số điểm nè. Mấy cái chỗ ô ô này nè, nó không ăn nè. Đó. Nó không phải là full hết cái cảm ứng. Đây chính giữa nè, em thấy không? Mọi người thấy không? Có một số ô ngay chỗ đường giữa nè, mình kéo ngang á thì có khi nó nè, đây là giống như kiểu khúc này là mình không tô được. Nó sẽ không ăn cái những cái điểm trắng trên giữa này nè. Đó, còn lại là ăn ha. Thì cái cây này á thì em thấy kia không được luôn. Phải đụng lại mới được. Tại em test nó bị đứng cái cảm ứng giữa. Thì cây này á lần trước em bán cho khách là 1 triệu nha. Thì bây giờ để lại cảm ứng nó vậy, để lại mọi người là 850 ngàn ha. 850 ngàn có cây Tab 4 sử dụng là Zalo Facebook. Ý lộn. Tab A2016 nhầm. Tab A2016 là đời cao hơn cây Tab 4 nha. Tab A2016. Và cái ốp luôn. Ốp luôn thì sạc thì em sẽ tặng bộ sạc mọi người ha, tặng micro và cốc sạc ha. Nãy nói giá nhiêu tao quên rồi. Này giống như là ví dụ mọi người kéo đẩy này nè thì ăn bình thường ha, mà kéo qua là gớt, kéo đẩy là đó, có những chỗ thì nó qua giống như nãy đó. Đó em nhầm ha, em báo giá lại là 900 ngàn. 900 tệ có bao giá bộ sạc luôn với bao ship nữa, 900 ngàn nha. Cái này là coi YouTube, cho bé coi YouTube là ok. Ví dụ mình cảm ứng có một số điểm trên giữa là nó không ăn thôi chứ ngoài ra nó ăn hết ha. Giờ mọi người test cảm ứng đây nè, bình thường hết ha. Các mọi người kéo qua đó, có khi kéo qua nó qua đó, ngay cái chỗ của nó đó. 900 ngàn nha. Cái này là bỏ thẻ nhớ vào xài, cái này mình chụp hình Zalo Facebook được đó. Chụp hình nha, chụp hình ok hết. Nói chung cây này rất là ngon luôn, nhưng mà tại vì nó bị một số điểm của cái chính giữa, của cái nút chính giữa. 900 ngàn. Tiếp theo là iPad mini 1. Lần trước có anh chị nào kiếm mà iPad mà sử dụng sim á, thì em có một cây mini 1 sử dụng được sim đây. iPad mini 1 sử dụng được sim, màn rất là đẹp ha. Đó, ai lau sạch sẽ nha. Để em xem cái này bao nhiêu ghi. 16GB nha. Phiên bản chính. Sử dụng được sim là mình để, không phải là nghe gọi mà là mình để sim 4G vào để mình đi ra ngoài, mình không cần bắt wifi, mình vẫn có thể lên mạng được. Thì cái máy này em bán với giá là 1.350 nha.
ngoại hình là tương đối ok. 1350 thêm tặng bộ sạc nha, bộ sạc và bao ship nha, không có bao da. Bao da mọi người tự mua giúp em ha. 1350 có sử dụng được sim iPad mini 1. Tiếp theo là một cái iPad 3. iPad 3 là có cái bao da màu đen nè. Cái iPad 3 mà bị nứt kính là em bán rồi nha. Bị nứt kính là 1,3 triệu. Còn cái máy iPad 3 này là full đẹp, không bị nứt kính nha. Có tặng bao da màu đen luôn, bao da mới nha, chứ không phải bao da cũ. Đó là 1,7 triệu nha. Đó, không có nứt kính gì hết. Màn nè, đẹp ken luôn. Kéo lên để em thử âm thanh cho mọi người ha. Cái này nó nặng quá, cầm hồi gãy cái tay luôn. Đó. Vẫn Zalo, Facebook, YouTube bình thường hết ha. TikTok nữa. Zalo, Facebook, YouTube. YouTube thì bây giờ mình coi là Safari em thảy lên đây luôn rồi nè. TikTok luôn. Đó. Bán mọi người là 1,7 triệu nha. Em tặng bộ sạc. Máy không không bị ém ố, cũng không không bị nứt kính nha. À. Máy ken. Màn đẹp nha. 1,7 triệu thì tặng bao da và bộ sạc, bao ship mọi người nếu mọi người cộng trăm nha. Đó. Cái này thì nó dùng chung với lại sạc của iPhone 4. Thì em còn có một cây thôi, mọi người nhanh tay nha. À, trước đó thì em có giới thiệu mọi người là ba cái laptop á, em vẫn còn nha. Cái laptop mini nhỏ á, thì em cái cộng sạc nó hư rồi, em mua cộng sạc khác cho mọi người ha. Em bán mọi người với giá là 1,000,000. Bao ship nha, tặng bao da, tặng túi chống sốc và chuột ha. Mọi người xem lại video trước giúp em ha. Cái thứ hai là cái HP chính giữa là 1,500,000 ha. Em cũng tặng túi chống sốc và chuột ha. Tiếp theo là cây đeo bự là 1,9 triệu ha. Em vẫn tặng túi chống sốc và chuột. Thì laptop thì em vẫn còn, nhưng mà video trước em đã giới thiệu kỹ với mọi người, mọi người xem lại giúp em ha. Thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo ha.